Thưa quý vị, miền Bắc của nước ta đang bắt đầu vào vụ gặt. Có những cánh đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, máy móc nhộn nhịp, nhưng cũng có những ruộng lúa nước nằm xen giữa sông và núi. Việc gặt chẳng dễ dàng. Ngày mùa xen lẫn những nhọc nhằn vất vả thì luôn là niềm vui thu hoạch của bà con nông dân. Chúng ta sẽ cùng đến với mùa gặt ở khu danh thắng Tam Cốc của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đường vào Tam Cốc những ngày này luôn tấp nập. Xen giữa những thuyền tham quan của du khách là thuyền của bà con nông dân đi gặt lúa. Những chiếc đèn pin thì đi qua hàng tối, găng tay, liềm, ủng ni lông. Trên ruộng cạn thì người ta gặt bằng máy, còn mình gặt ở đây thì phải dùng bằng liềm. Nước nó to ấy thì mình kéo lúa nó nhẹ hơn. Nhưng nếu mà cạn ấy thì mình vất vả hơn, cái là kéo lúa là nó nặng. Bà con phải đi từ đây vào trong chân núi là biết bao nhiêu mét. Cứ vậy mà vác đi từng con một. Gặt nhầm sang ruộng hàng xóm cũng có. Tự dưng nhầm lẫn một chút thôi mà. Cho nên bà con rất vui vẻ, không sao. Gặt xong rồi, bà con vận chuyển lúa đi tuốt. Rất hiếm có chỗ đất trống, cao ráo để đặt máy. Thế nên đôi khi các thuyền phải chờ đợi rất lâu. Ai nấy đều ướt sũng. Bờ rất trơn nên mọi người đi trên đất để bấm cho chắc. Có những gia đình đi từ 3-4 giờ sáng. Làm được hạt lúa phải đổ bao mồ hôi nên những người phụ nữ cố vét những hạt rụng. Những cái lá liếp nó lộn vào là nhặt nó ra để mà cho nó lúa nó sạch sẽ mà về mà phơi. Trời nắng thì phơi được luôn, mà trời mưa thì mình thì xanh rộng ra nhà ra sân ấy. Không nó mộng, 2 ngày là nó mộng mất. Vâng, lúa xong rửa thuyền để chở lúa về, với lại tí nữa có đến đò thì đi. Có khách là mình lại đi. Mà đến số nhà mình thì mình đi chị ạ. Suốt một năm vất vả đến giờ là bông lúa nó đã chín và nó rất là non, rất là phấn khởi, bà con rất phấn khởi để thu hoạch. Hai bên hai núi giữa một dòng, thuyền nan nhẹ nhẹ mái chèo cua, xôn xao sóng vỗ xung quanh động, mờ mịt mây tuôn khắp núi rừng.